Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bài hát hay nhất 2016. Nơi hội tụ những sáng tác mới độc đáo, nơi tỏa sáng của những tác giả trẻ tài hoa, và là cuộc đấu trí khốc liệt giữa các huấn luyện viên để chọn ra 8 ca khúc xuất sắc nhất cho album của mình. Trong cái sự nghiệp làm việc âm nhạc của mình thì tôi được mọi người gọi là một nhạc sĩ có đa phong cách, và cũng chính vì thế tôi muốn cái album của tôi cũng là một album có nhiều phong cách. Tôi muốn đem lại một cái album 8 bài hát nghe văn minh và làm hài lòng khán giả. Và album này cũng chính là bàn đạp để tôi giới thiệu các tài năng trẻ trong đội của mình được đến gần hơn với công chúng. Nhạc sĩ cần nhất là cá tính và sự trải nghiệm. Tôi sẽ giúp tất cả các thí sinh của tôi có một cái sự trải nghiệm đó. Thật ra thì tôi không bao giờ so sánh mình với ai cả, nhưng mà khi các bạn thí sinh đến với tôi thì các bạn sẽ được kích thích đến tận cùng những cái gì mà con đường mà các bạn đã lựa chọn. Đấy chính là những cái cá tính âm nhạc độc đáo. Khi cánh cửa bước tiếp ngày một trở nên hàng hẹp, số tấm vé tham dự vào album của các đội vơi đi, các vị huấn luyện viên phải đưa ra chiến thuật độc đáo nào để thu nhận được những tinh hoa cuối cùng của vòng ghi âm? Là nếu về với đội của tôi thì chắc chắn cái phần văn chương của em sẽ được đẩy lên đến tận cùng. Thật sự mà nói thì giọng hát của bạn làm tôi không thể cưỡng lại được. Em chinh phục tôi hoàn toàn về cái chất liệu em đưa ra rất là tốt. Và đây là một cái điều rất là đáng quý giữa một cái cuộc sống âm nhạc như bây giờ. Tất cả những người đã đi qua cuộc đời mình không bao giờ quên cả. Nhưng mà đôi khi quá khứ nếu mà mình không thể làm lại được thì mình nên cất sâu vào một nơi và sống tiếp. Cánh cửa này đóng lại thì có lẽ sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nói thật lòng là con không thể rời thầy Đức Trí về chưa đội. Chắc nghe, chưa chắc, chưa chắc đâu. Anh Sơn, anh chắc anh có vấn đề về trí nhớ chứ, em là người bấm đầu tiên mà. À thì tôi nói là tôi là một trong những người bấm đầu tiên, sao một trong những được, hình như anh là bấm thứ ba đấy. Tôi cảm thấy bạn là một cái nhân tố mà rất là phù hợp với chương trình Xin Bay Sau này. Và quả thực bạn là một cái kết rất là tuyệt vời cho cái đêm hôm nay, cho tất cả mọi người. Tôi nhất định phải gạt cần. Cuộc tranh đấu tìm kiếm những tinh hoa cuối cùng của vòng ghi âm bắt đầu. Cảm ơn thương hiệu Oppo đã đồng hành cùng chương trình Bài Hát Hay Nhất Sing My Song 2016. Cha mẹ là đề tài được rất nhiều tác giả lựa chọn khi tham gia Sing My Song Bài Hát Hay Nhất 2016. Và mở màn cho ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất xúc động về đề tài này. Xin chào các bạn, mình là Hải Nam. Gia đình mình có 4 người, và người ảnh hưởng nhiều nhất đến con đường nghệ thuật của mình đó là mẹ của mình. Mẹ mình hiện là giáo viên dạy nhạc cấp 2. Mẹ cũng là người đã cho mình những nốt nhạc đầu đời. Và để đến ngày hôm nay thì âm nhạc đối với mình là một niềm đam mê. Ngày hôm nay Hải Nam đi thi thì Hải Nam đi chỉ có một mình. Chính vì vậy cảm giác bây giờ thì một chút cô đơn, một chút lo lắng. Hải Nam sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ đứng trên sân khấu, sẽ cố hát thật hay vì mẹ của mình. Mùa đông đã đến thật rồi, nhìn ra phía xa chân trời, gió khẽ mang kỷ niệm qua đây, ký ức một thời ấu thơ. Ngày xưa có nắng có mưa, ngày xưa chỉ biết vui đùa, và ngày xưa còn có mẹ để đêm mùa đông vỗ về. Dù ai lời ru ấy đưa giấc mơ con bay thật xa, dù ai nuôi con lớn khôn che chở con nâng những bước con đi. Trời sao trong đêm ngày hôm nay, con đã lớn ở phương trời xa, lòng ước mong về
trời xuôi, đưa giấc mơ con bay thật xa. Dù ai nuôi con lớn khôn, che chở con, nâng những bước con đi. Trai quá. Chào em giới thiệu về mình đi và em đi với ai? Em xin tự giới thiệu, em là Hải Nam và hôm nay em đi thi một mình. Đi một mình à? Không đi với mẹ. Thế mà mẹ có biết không? Thực ra là em chưa nói cho mẹ em biết là em đi thi chương trình này ạ. Cảm xúc như thế nào mà viết bài hát này? Trong thời điểm khi mà ba em mất ấy, thì làm chỉ có một mình mẹ em là điểm tựa của em thôi. Lúc đó thì mọi thứ về kinh tế khó khăn thì em thường xuyên phải làm việc và không có thời gian để về thăm mẹ. Vào một ngày mà em có hứa với mẹ em là mình rất muốn là về thăm mẹ trong ngày hôm nay, sau đó lại bận công việc không về được. Và em biết là mẹ em rất buồn lúc buổi chiều khi gọi điện lại. Và em viết ca khúc về với mẹ. Và ngày hôm nay thì em rất là vui khi có thể đứng được đây và thể hiện ca khúc này. Để tặng mẹ mình đúng không? Dạ vâng ạ. Ở đây thì anh tôn trọng cái tình cảm của em viết cho mẹ mình, nhưng anh chưa thấy được một cái gì đó cá tính hơn trong một cái dạng ca khúc như này. Bản thân anh cũng viết nhiều bài hát, nhưng thực sự cá nhân anh chưa đủ tự tin để viết một bài về mẹ, bởi vì đã có rất nhiều bài hát hay như thế. Và một bài mới nó xuất hiện, nó phải đủ sự khác biệt. Và anh chưa bấm chọn em là vì như thế. Em cũng biết là nhạc phẩm về với mẹ của em có thể là chưa đủ chiều sâu để một người nói về mẹ. Nhưng bản thân với em là một người trẻ, em viết về mẹ bằng tất cả những cảm xúc mà em đang cảm nhận được. Nhưng em nghĩ đây là tình cảm mà em dành cho mẹ em. Còn về công việc thì em chắc chắn sẽ tiếp tục phấn đấu. Bởi vì là con đường của một người làm sản xuất âm nhạc, viết nhạc không phải là một con đường ngắn mà nó là trọn đời. Và tôi rất là trân quý điều đó. Bởi vì hơn ai hết, người sáng tác rất cần cảm xúc. Và bạn đã có một chất liệu rất là tốt để bạn viết bài hát về mẹ. Như anh Hải Phong nói thì viết về mẹ không phải là một chủ đề dễ. Người nhạc sĩ luôn luôn đắn đo, bởi vì ai cũng có một người mẹ và họ luôn luôn chắc chiu cái tình cảm đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là bạn sẽ cần thêm thời gian để bạn có thêm cái trưởng thành trong âm nhạc của bạn. Và Nam này, ngay lúc này thì trên truyền hình chắc là mẹ đang xem, nên là em sẵn tiện em có nói vài lời gì cho mẹ không? Em muốn nói với mẹ em là mọi việc của em đang làm tất cả đều là do tình cảm của em dành cho mẹ. Bởi vì là người đàn ông bên cạnh mẹ đã mất rồi, nhưng sẽ còn một người đàn ông nữa sẽ mãi mãi lo cho mẹ cả cuộc đời này. Cảm ơn em. Cảm ơn ạ. Bài hát hay nhất 2016 sẽ là một trải nghiệm thú vị của Hải Nam. Và hẹn gặp lại bạn tại bài hát hay nhất mùa tiếp theo nhé. Đừng buồn nhé, giờ thì được về với mẹ rồi. Gương mặt tiếp theo đây chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho chúng ta. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Dũng. Hiện tại thì mình đang là một ca sĩ. Trước đây thì có thể mọi người đã biết đến mình. Tuy nhiên Hoàng Dũng vẫn muốn vươn mình đến những cuộc thi mới, đến những thử thách mới. Và sân chơi bài hát hay nhất năm 2016 là một sân chơi dành cho tất cả những người yêu nhạc và những người muốn cống hiến những bài hát của mình cho chương trình. Và mình nghĩ rằng việc tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn của Hoàng Dũng. Xin chào Dũng, ngày hôm nay thì xuất hiện với một vai trò sáng tác, thì em có cảm thấy áp lực hay không? Thực ra thì em nghĩ là mỗi người thí sinh nó sẽ có một áp lực riêng cho mình. Không chỉ em và những thí sinh khác chưa từng tham gia cuộc thi nào cũng thế, em nghĩ thế. Và
qua cuộc thi này thì em cũng muốn là khẳng định thêm cho khán giả thấy là mình không chỉ là một ca sĩ mà mình còn có thể làm được vai trò một nhạc sĩ nữa. Và không biết là Dũng đã sáng tác từ khi nào, bao lâu rồi? Nếu như tính từ ca khúc đầu tiên em sáng tác cho đến bây giờ thì 7 năm rồi. Bắt đầu đến cuộc thi The Voice thì những cái ca khúc của em mới được phát hành. Nếu được chọn, bạn sẽ về đội của nhạc sĩ nào? Thật ra thì bốn người nhạc sĩ đều là những người mà em rất là yêu mến, đều rất là kính trọng. Có lẽ nếu được chọn em sẽ chọn anh Đức Trí và chị Giang Song. Tôi cũng nghĩ là nhạc của anh Đức Trí và chị Giang Song phù hợp với phong cách của bạn. Rồi, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Nào bây giờ hãy sẵn sàng bước ra sân khấu nha. Tình yêu đã mang chúng ta về một nơi khác. Khi bờ môi này đang đắn đo yêu thương. Khi bàn tay anh thấy yêu đuối lúc ta. Dù là ai thì anh vẫn thế, vẫn cứ yêu em. Khi thời gian dài thêm chúng ta xa nhau. Và em đã không còn mang dấu yêu từng ngày chôn sâu. Anh về nuôi nhung nhớ ngây thơ dẫu chưa một lần nói. Vì anh vẫn thế, vẫn cứ yêu em. Ngày anh không dám nói hết suy tư về em trong tim. Xin chào bốn vị huấn luyện viên ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Dũng, hiện nay em 21 tuổi và em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tôi đã gặp em bao giờ chưa nhỉ? Thực ra thì em cũng chưa có may mắn được nói chuyện với chị lần nào. Nhưng mà em cũng đã gặp chị ở
một số chương trình rồi. Cuối năm ngoái thì em có tham gia chương trình giọng hát Việt The Voice 2015. Quả thực là một bản R&B rất là, theo tôi cảm nhận thì rất là hoàn hảo. Mà em hát cũng rất là chủ động, rất là làm chủ mọi cái câu hát mình. Và em đã rất là thành công trong cái việc đưa cái bài hát mới tinh đến cho các khán giả. Và đặc biệt tôi rất yêu thích cái bài hát này. Và bây giờ chị sẽ... Trước đây anh chỉ biết em về kỹ năng hát thôi, anh chưa biết là em sáng tác mà lại sáng tác hay như vậy. Điệp khúc rất hay và rất biết làm cho những cái câu sau khác biệt với câu trước. Anh rất vui nên em về đội của anh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thật ra thì tôi đã không định gạt cái cần để chọn bạn bởi vì là nó không thuộc phong cách của tôi. Nhưng thật sự mà nói thì giọng hát của bạn làm tôi không thể cưỡng lại được. Tôi cố gắng, tôi ghiềm đến cuối cùng mà tôi không thể nào tôi ngừng lại được. Bạn có một giọng hát vô cùng đặc biệt. Chúc mừng bạn. Một cái điều mà em làm cho tôi rất là bất ngờ. Và tôi đã nghĩ ngay là cái giọng hát này là chị Giang Son ngồi bên cạnh là chị run rẩy. Vì chị rất sợ tôi lại làm một cuộc chiến đấu nữa. Và tôi biết là chị đã phải ra rất là nhiều ám ký hiệu là để coi như là chị lấy em về đội của chị. Mà tôi mấy hôm nay thì tôi chưa coi như là nhường nhịn Giang Son điều gì bao giờ cả. Nhưng mà tôi hôm nay thì mình là đàn ông, đúng không? Hai người đứng trước một người phụ nữ như này mà đặc biệt Giang Son xuất hiện trên cái chương trình bài hát hay nhất này rất là xinh, đúng không Đức Chi? Chắc chắn, chắc chắn rồi. Mà như cô Iban, cô ấy biết ấy, là phụ nữ xinh là có quà. Đó, thì hôm nay không phải là tôi ấn nút, không ấn nút gần gạt đâu mà hoàn toàn là tôi không muốn một cuộc chiến đấu giữa huấn luyện viên nữa. Và tôi nghĩ rằng em về với chị Giang Son đi, bởi vì chị là người yêu quý em nhất ở trong cái buổi tối ngày hôm nay. Tôi nghĩ là em sẽ là một cái món quà tuyệt vời nhất nếu em về đội của tôi. Thật sự thì khi mà được đứng trên sân khấu này thì em cũng cảm thấy rất là vui. Cũng có một số những cái áp lực nhất định khi mà có một số lượng khán giả đã biết em qua cuộc thi The Voice rồi. Tuy nhiên em nghĩ đây là một sân chơi hoàn toàn tự do cho tất cả mọi người yêu nhạc và yêu sáng tác nhạc. Và thật sự hôm nay rất là cảm ơn tình cảm của tất cả bốn vị huấn luyện viên đã dành cho em. Fan nhiều quá. Fan của Phong. Fan của Hải Phong với fan Giáng Son ngồi một chỗ. Khi mà phải đưa ra một sự lựa chọn như này với em bây giờ là lần thứ hai rồi ạ. Thật sự vẫn còn rất là khó khăn. Tuy nhiên em nghĩ là em vẫn sẽ theo đuổi những gì mà mình nó bộc lộ bản thân mình ra nhất. Và em xin phép lựa chọn. Chị Giáng Son ạ. Hôm nay mày một ngày may mắn của Giáng Son đấy chứ. Liên tục. Chúc mừng em. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em rất nhiều. Để bắt lại em. Cảm ơn To nha. Em phải cảm ơn anh To mà. Cảm ơn nhạc sĩ Lê Bích Sơn. Và anh xin cảm ơn em. Chị cảm thấy mình quá may mắn. Có thể là sau những khi mà không may mắn rồi thì bây giờ may mắn đã đến. Sẽ cố gắng hết mình để dành càng nhiều bài hát càng tốt cho tất cả các vị khán giả. Và thật sự không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn đối với huấn luyện viên, cảm ơn chương trình cũng như cảm ơn tất cả các vị khán giả đã ủng hộ cũng như dành tình cảm cho Dũng. Như vậy là sự đồng ý về đội huấn luyện viên Giáng Son của Nguyễn Hoàng Dũng đã chính thức nâng tổng số thí sinh lên 7. Hãy cùng chờ xem liệu cái tên cuối cùng trong đội huấn luyện viên Giáng Son này sẽ là ai. Cô gái tiếp theo đây sẽ mang đến màu sắc mới mẻ nào cho âm nhạc? Cứ tin anh chàng này của nhóc khai nhá dòng à. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Villa Thành và mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng cao Tây Bắc. Từ bé mình đã được lắng nghe những câu dân ca của mẹ và được truyền một tình yêu của người dân tộc đối với âm nhạc. Và từ đó lớn lên thì những hơi thở dân tộc đó đã luôn chảy trong mình. Ngày hôm nay đến với chương trình Bài Hát Hay Nhất, ca khúc dự thi của mình chính là Người Mông. Hy vọng là với ca khúc này và với những hình ảnh phóng khoáng của người Mông qua ca khúc sẽ để lại ấn tượng đối với quý vị khán giả cũng như là bốn vị huấn luyện viên. Nhớ
trên đồi cao tâm hồn ta chưa thỏa hết cùng gió mây ngàn. Ngọc cành núi cao đã quen sân chia cùng vách đá, ngày ngày dây đường đêm cầm bát rượu thì vui. Người mong ta đây say vui lắm đây, ở trên cao quên đâu lo sao ngọn núi kia là bao giông to hay là đằng gió, chỉ vô tư bên ngọn lửa hồng vui sống đêm ngày. Em xin gửi chào đến bốn huấn luyện viên và các vị khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Cho anh nói một điều, thật ra thì em vẫn còn rất là trẻ và anh tin chắc là năm sau em sẽ quay trở lại với cái Sing Ba Song. Một năm nữa để em về em luyện lại cái giọng hát nhé, đặc biệt là những lúc lên cao. Em hát nó bị chênh lên hẳn nhiều quá. Nhưng mà cũng phải chúc mừng em là bởi vì là em chinh phục tôi hoàn toàn về cái chất liệu em đưa ra, rất là tốt. Em là người ở đâu? Em là người ở Sơn La, em là người Mông ạ. À, chính em là người Mông đấy hả? Người Mông tức là người mèo đấy anh chị. Thì là bên cái nồi thắng cố rồi uống rượu ngô, mà rượu ngô của người Mông Bắc Hà thì là bỏng cháy luôn, phải đến 60 độ ấy, đúng không em? Vâng ạ. Sơn La cũng là một cái vùng đất tuyệt vời và anh chúc mừng Sơn La khi có một tác giả trẻ tuyệt vời như em. Anh nghĩ là lần sau mà có đi hội diễn thì không cần phải mời chị Son hay anh Chí hay anh lên viết ở đâu, bởi vì đã có một tác giả rất là xuất sắc. Em cảm ơn anh ạ. Cho tôi hỏi em sáng tác nhiều chưa? Em thưa chị là em tập sáng tác từ năm học cấp 3 và đến bây giờ thì em đã học đại học năm cuối khoa quản lý văn hóa trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ạ. Em học quản lý văn hóa chứ không phải học sáng tác đúng không? Dạ vâng ạ. À đấy, chính vì thế khi mà tôi nghe bài hát của em, mặc dù là chất liệu dân tộc cực kỳ hay, nhất là hai câu em vừa hát xong, nhưng mà em chưa biết phát triển. Hai câu kia là được chất lọc những cái tinh túy từ rất là nhiều năm của các ông các bà. Thế thành ra là mình nghe hai câu đầu và cả bài của em nó hơi bị lệch nhau. Và cái chính là do em cũng chưa có kinh nghiệm sáng tác. Tôi rất là hy vọng là năm sau em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và em nên đi học một cái lớp sáng tác nhá. Thật ra trường quân đội thì toàn là các thầy mà rất là giỏi và phải nói là rất là có tâm huyết, với đặc biệt với cái chất liệu của em như này. Và anh tin chắc chắn là em sẽ thành công. Và anh chúc mừng tỉnh Sơn La là có một tác giả mới viết mà thật sự là bùng nổ đấy. Anh phải xin nói một chút, anh không gạt gần cho em, bởi vì anh chỉ còn một thành viên duy nhất. Anh nghĩ rằng em sẽ hợp với đội anh Sơn hơn. Tuy nhiên anh phải dành một cái sự ngưỡng mộ cho em với cái cách mà đã đưa được cái chất liệu vào rất là thành công. Nếu mà so với cái tiết mục trước đây về Tây Bắc mà chúng ta đã nghe rồi, chắc chắn là bạn hơn. Em hoàn toàn chinh phục bọn anh. Anh nghe thoang thoảng đâu đó cái điệu ru con, có đúng không ạ? Vâng, đấy là giai điệu của người Mông và ý nghĩa của hai câu này nó như là một câu đối của người Mông muốn thể hiện cái tầm vóc to lớn của mình. Dù chim muông có làm chủ núi rừng thì con người tuy nhỏ bé nhưng mà làm chủ cả bầu trời ạ. Anh muốn nghe bản gốc của cái điệu ru con đó.
sầu tông tu ca bom bay nhỏ sầu tu cu lu xia nhỏ phe ha rong tu sua tu đầy nhỏ pu sầu tu cu lu xia. Lần sau em đi thi em không cần hát tiếng Kinh đâu, em cứ tiếng Mông, bởi vì cũng là 54 dân tộc của chúng ta nhá. Đấy là một cái đặc sản và anh nghĩ là chắc chắn là năm sau em sẽ bùng nổ. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn anh chị ạ. Bùng nổ hơn nữa nhá. Cảm ơn màu sắc âm nhạc dân tộc mà Villa Thành đã mang đến chương trình, và đây chắc chắn sẽ là một cái tên ấn tượng trong tập 5 của vòng ghi âm. Nho sộp tao. Với tựa đề lạ và độc đáo, ca khúc tiếp theo sẽ nói về điều gì? Xin chào tất cả mọi người, mình là Jack Nguyễn. Chắc có lẽ trước đây mọi người biết đến Jack với vai trò là ca sĩ. Đến với chương trình Bài Hát Hay Nhất thì Jack muốn khẳng định với bản thân mình một lần nữa, ngoài vai trò ca sĩ, mình vẫn có thể làm một nhạc sĩ trẻ được. Bài hát mang tên là Sarangheyo. Bài hát này nó là một tâm sự rất là buồn của Jack cách đây 1.5 năm trước, khi mà Jack và người yêu cũ của mình chia tay nhau. Bài hát này là một bài hát mà Jack muốn gửi gắm đến người ấy, là một tất cả các khán giả cũng như là các huấn luyện viên, hãy lắng nghe câu chuyện của Jack thông qua bài hát này. Bởi vì từng câu từng chữ đó là những gì Jack đã trải qua và đã thấm đượm cái nỗi đau ấy, thì hy vọng là mọi người sẽ đồng cảm được với Jack thông qua câu chuyện buồn mà Jack sắp kể tiếp đây. Tim ta không còn đập với nhau, em không còn yêu anh thì đừng vội nói buông tay, hãy để thêm một thời gian để anh biết anh vẫn tồn tại trong em, một điều gì đó nhỏ nhỏ thôi trước khi rời xa nhau. Xa ra Heyo, Sara Heyo, khứ đêm, anh vẫn yêu em, anh mãi yêu em, vẫn thế. Tình ta thấy nhau trong buổi chiều tháng 10, giờ em đã khác xưa, tóc đã dài thêm, em nói em kết hôn vào tháng tới cùng một ai đó sau anh thấy tim mình nhức nhối vì câu nói anh muốn nghe từ lâu nay, rằng em đây vẫn rất yêu anh. Thank you.
cứ thế anh vẫn yêu em, anh mãi yêu em vẫn thế. Khi mà tôi ấn cái cần gạt này thì chính tôi bất ngờ với chính tâm hồn của tôi. Thế nhưng mà thật sự là một người đàn ông mà hát mà rơi cả nước mắt ra thì tôi nghĩ là tôi cần phải lấy về đội tôi. Bởi vì tôi sẽ phải dạy cho em cách cất cái cảm xúc đi. Mình là đàn ông, mình bước ra sân khấu cho dù đến đâu mình cất và mình đầy lạnh lùng, và tôi tin là tôi sẽ làm được điều đấy cho em. Em sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Rất ấn tượng. Bạn anh có thể giới thiệu với mình. Anh phải lên để gặp em. Chúc mừng em. Ca sĩ hát thì thường thường là làm cho người khác khóc, còn đằng này là ca sĩ lại khóc trước khán giả, thì là cái điều mà anh cần phải ra tay thôi. Em có thể cho tôi hỏi là tại sao em sáng tác bài hát này, và đây có phải là em yêu một cô gái Hàn Quốc không? Hay là em viết cho một bộ phim Hàn Quốc, Sarang Heo, tức là anh yêu em đúng không? Dạ đúng ạ. Lần đầu tiên thì cho phép Trác Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bạn giám khảo đã lắng nghe và các bạn khán giả. Và rất là cảm ơn anh Lê Minh Sơn đã nhấn chọn em. Thực ra bài hát này là một bài hát mà em dành tặng cho người bạn gái trước đây của em. Sau khi chia tay, mình sẽ có một khoảng thời gian để mình phục hồi lại cái tổn thương đấy, để mình lại tiếp tục với cuộc sống. Em đã tự nghĩ là mình đã phục hồi được rồi, nhưng mà đến bây giờ đã 2 năm mấy sau khi mối tình được kết thúc, em vẫn có những giấc mơ người ấy dẫn đến và em không quên được. Và đây là bài hát cuối cùng em muốn dành tặng cho người đó, để em có thể tiếp tục được cuộc sống sau này của em mà sẽ không có người đó nữa. Cái lý do mà em viết cái lời bài hát Hàn Quốc là bởi vì thời điểm ấy người ấy rất là thích xem phim Hàn Quốc và suốt ngày cứ nói với em là Sang Heo. Em thì không bao giờ nói lại cả, bởi vì em không có thích xem phim bộ. Nên lần này em sẽ nói, nhưng mà nói lần cuối cùng. Đấy chính là một cái lý do mà tôi lấy em về đội tôi là đúng. Bởi vì em giống tôi, quan điểm của tôi là yêu không phải là chết trong lòng một tí đâu, mà yêu là chết cả cuộc đời. Em đừng ngạc nhiên khi 2 năm hay 20 năm, 300 năm nữa em vẫn nhớ cô đấy. Và em phải cảm ơn cái tình yêu đấy, bởi vì đấy là cảm xúc buồn hay vui, đó là một cảm xúc rất là tốt, và đấy là ông trời ông cho mình. Dạ em xin cảm ơn Lê Minh Sơn. Nhưng mà em khóc là vì em nhớ cô ấy, hay là vì xúc động bởi anh Sơn bấm, hay là khóc vì ba người này không bấm? Dạ em nhớ lại khi mà hai đứa chia tay nhau. Thế có là không phải khóc vì anh Sơn đâu nha. Yêu cô ấy lắm đúng không? Dạ bởi vì em khi em hát bài hát này là trước mắt em chỉ thấy cô ấy thôi. Vậy thì còn lâu mới quên được cô đấy? Không bao giờ được quên cả. Em đừng nghe chị giáng son suy dại. Về với anh ấy là anh không bao giờ anh quên cái gì hết. Nhưng mình cất nó đi. Trong con tim mình có một khoảng gì đó mình cất nó đi. Thỉnh thoảng mình lại đưa nó ra, mình gặm nhấm nó, tận hưởng nó. Vui lắm em nhá. Tôi không nói là bạn sẽ quên hẳn. Tất cả những người đã đi qua cuộc đời mình không bao giờ quên cả. Nhưng mà đôi khi quá khứ nếu mà mình không thể làm lại được thì mình nên cất sâu vào một nơi và sống tiếp. Cánh cửa này đóng lại thì có lẽ sẽ một cánh cửa khác mở ra. Nhưng mà may mắn cho các bạn nữ khán giả là bây giờ em vẫn giang tay chào đón những người mới đến chứ đúng không? Phong ơi Phong, cái câu chuyện tình học sinh của tôi bây giờ tôi có thể nhận cậu ấy là được rồi. Sẽ là một cái sức thuyết phục hơn nữa đối với những cái tình cảm của các bạn nữ ngồi ở đây. Có đúng không ạ? Tôi thì định tôi không nói, nhưng mà bởi vì là em nói nhiều đến câu chuyện tình mà nó tạo cảm hứng cho em viết bài hát thì tôi phải chia sẻ một chút xíu, bởi vì tôi có một ít trải nghiệm về điều đó. Trong cái cuộc đời tôi thì tôi cũng đã có lần rơi vào cái hoàn cảnh giống như em như thế. Nếu như em nói rằng là em đã có khoảng 2 năm vẫn chưa quên được thì tôi có thể nói rằng là em cần khoảng 2 năm 6 tháng 8 ngày là ít nhất, tức là gấp đôi cái số lượng thời gian em đã quen với cô ấy, thì may ra em mới có thể bắt đầu không nhắc đến nữa. Nhưng tôi rất đồng ý với anh Sơn ở cái chỗ là chúng ta phải nên cảm ơn cái điều đó, bởi vì nó cho chúng ta biết đau. Trong cuộc đời này chúng ta không biết đau thì chúng ta sẽ không cả bao giờ cảm nhận được nó, và không bao giờ bạn có được một bài hát hay như thế. Và chúng ta hãy trân quý điều đó và hãy hãnh diện vì chúng ta có điều đó. Và tôi mong rằng là bạn luôn luôn giữ nó như là một cái kỷ niệm đẹp trong mình. Và nếu bạn có một cái kết thúc tốt đẹp của câu chuyện đó, hay dẫu cho không có, hãy cảm ơn nó. Bởi vì bạn đã có một cái bài hát để lại. Cảm ơn em. Em xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Cuộc chiến ngày một căng thẳng hơn khi cái tên thứ 7 của đội huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã lộ diện.
cùng theo dõi liệu nhân tố cuối cùng trong đội ngũ cá tính này sẽ là ai. Thế rồi từ lúc anh lấy vợ giờ anh không đau thì sao anh sáng tác nữa ta? Đam mê nghệ thuật thực sự là khi chúng ta quyết định buông bỏ hết tất cả để hoàn toàn sống với nó. Câu chuyện tiếp theo đây sẽ là một minh chứng cho điều này. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn An, 27 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống cùng với gia đình tại Mỹ. Mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Từ lúc mình lớn lên cho đến lúc sang Mỹ định cư thì mình cũng đã trải qua rất là nhiều công việc. Nhưng mà chưa có công việc nào thực sự khiến mình đam mê và yêu thích. Mình đã xác định luôn con đường cuối cùng của mình là âm nhạc. Cho nên là mình đã luôn kiên trì và kiên quyết thuyết phục mẹ. Cho đến một năm nay thì mẹ nhận thấy mình rất là kiên trì cho nên là đã đồng ý. Đó là một nguồn động lực lớn cho mình có thể đủ dũng cảm. Cho nên là hồi tháng 9 vừa rồi mình đã tạm gác lại tất cả mọi công việc và những dự án đang thực hiện tại Mỹ để quay trở về Việt Nam tham gia chương trình Bài Hát Hay Nhất. Thực sự thì dù mẹ đang ủng hộ mình trên con đường âm nhạc nhưng mà mình biết mẹ vẫn còn rất là nhiều lo lắng. Cho nên thông qua chương trình Bài Hát Hay Nhất, mình muốn đem bài hát của mình lên một sân khấu lớn để trình diễn đến tất cả mọi người, để xem mọi người sẽ đón nhận nó như thế nào và từ đó mẹ có thể an tâm hơn và toàn tâm toàn ý ủng hộ cho mình hơn. Quên thật sao lời hứa dưới ngàn trăng sao, quên thật sao bao dấu yêu ngọt ngào, bao lời nói đã không như ngày hôm qua. Em quên mau từng lời anh nói ra, em bên ai yêu em như là anh không, có đến bên em khi em khóc không, có vuốt tóc em ôm em từ sau lưng, có nắm tay em khi em lạnh không. Ngàn lời hứa giờ muôn mang, lòng thầm trách mình vội vàng, để giờ đây bóng anh nhìn anh lặng nghe, đôi bàn tay khẽ rơi nhẹ nhàng, tim chưa thắt lại lạnh lùng, từng giọt nước mắt rơi xuống và tan trong màn sương tan. Sao quên thật sao bao dấu yêu ngọt ngào, bao lời nói đã không như ngày hôm qua. Em quên mau từng lời anh nói ra, ngàn lời hứa giờ muôn vàng, lòng thầm trách mình vội vàng, để giờ đây bóng anh nhìn anh chung lặng nghiêng, đôi bàn tay khẽ rơi nhẹ nhàng, tim chưa thắt lại lạnh lùng, từng giọt nước mắt rơi xuống và tan trong màn sương. Lòng ngập ngừng muốn gọi tên, tìm về nhau để nương náu, em vui nơi phương nào, là mặt trời trong mắt ai, hay đang ngâm khổ rốt lệ phai, nụ cười còn hay mơ. Ngàn lời hứa giờ muôn vàng, lòng thầm trách mình vội vàng, để giờ đây bóng anh nhìn anh từng lặng yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
viên và quý vị khán giả có mặt buổi tối hôm nay. Em tên là Nguyễn An, năm nay em 27 tuổi. Em đã viết nhiều bài hát chưa? Hay đây là bài hát đầu tiên? Hay là em viết nhạc cũng tầm 50 bài rồi ạ. Wow. Em viết cùng thể loại này hay là nhiều thể loại khác nhau? Đa số em viết là ballad và R&B. Tôi có một lý do của riêng tôi, bởi vì chúng tôi chọn một bài hát và một tiết mục trong cuộc thi này. Đối với riêng tôi, một người làm chuyên môn, thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi vẫn chờ đợi một cái gì đó có một cái sự khác biệt và thú vị hơn nữa ở bài hát này. Nếu như bài hát này đã được đưa ra khán giả thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là thành công, bởi vì nó rất là dễ nghe, rất dễ được đón nhận. Em xin cảm ơn. Thật ra vấn đề ở đây là tôi cảm giác riêng của tôi hơi lấn cấn một chút xíu về cái vòng hòa âm mà nó rất là nổi tiếng này. Thực ra cái vòng hòa âm này nó cũng không có lỗi gì, nó cũng không xấu gì, nhưng bởi vì là nó nhiều quá, và vì vậy mà khi mà làm những cái bài hát với cái vòng hòa thanh này nó cần một cái sự đặc biệt. Có những bài cũng kiểu này, như là bài Faded, Where Are You Now, mình có thể nghe nó cũng là như thế thôi, nhưng mà mình nghe mình thấy có cái gì đó nó riêng. Nhưng bài hát của em thì đúng như anh Đức Trí nói, là chúng tôi chưa cảm được cái mà nó thiên về cái tính chuyên môn đấy, cần em phải nghiên cứu sâu hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng là nếu bạn đã sáng tác 50 bài hát thì tôi chỉ cần bạn sáng tác 5 bài hát thôi mà nó phải thực sự đột phá. Và tôi nghĩ rằng là bạn hoàn toàn có thể làm điều đó. Tôi trông chờ những sáng tác khác của bạn, và tôi hy vọng là tôi gặp bạn ở dịp khác để bùng nổ hơn một chút. Xin cảm ơn anh Đức Trí ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn sự xuất hiện của Nguyễn An tại cuộc thi bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Hy vọng sẽ được gặp lại bạn tại bài hát hay nhất mùa tiếp theo nhé. Vòng ghi âm ngày càng gay cấn hơn bao giờ hết. Mỗi huấn luyện viên chỉ còn đúng duy nhất một sự lựa chọn cho album của mình. Bài hát nào sẽ tỏa sáng? Huấn luyện viên nào sẽ cán đích đầu tiên? Với những đòi hỏi có phần khó tính, các tác giả chinh phục được huấn luyện viên Đức Trí chính là những màu sắc âm nhạc độc đáo và vô cùng tài năng. Anh Đức Trí làm việc với nhiều cô gái chân dài rồi, còn anh thì chưa. Không phải anh làm việc với em bởi vì chân em dài. Anh không thể nào xây dựng được một ngôi sao nếu như họ không có tố chất. Đúng rồi. Em cho anh một cơ hội được làm việc với em đi. Nhà anh có nhiều con nít và rất là yêu âm nhạc, rất là yêu cô giáo nha. Nếu mà nói về dạy âm nhạc cho các cháu thiếu nhi thì chị cũng là một người dạy rất là lâu. Hãy về động của chị. Đó không hề là một lý do thuyết phục. Tôi thực sự rất mong có một bài hát như kiểu bài hát này nằm trong cái tuyển tập mà tôi sắp sửa làm. Và hơn ai hết tôi nghĩ rằng là bạn đã có lựa chọn của mình, và bây giờ bạn hãy ra quyết định. Xin về đội anh Đức Trí ạ. Xin phép chàng được về đội của anh Đức Trí. Anh Đức Trí ạ. Và chúc mừng bạn về với đội tôi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em xin chọn về đội anh Đức Trí. Anh Đức Trí. Thí sinh tiếp theo liệu có thể thuyết phục được vị huấn luyện viên khó tính này để trở thành cái tên thứ 8, cái tên cuối cùng trong album của đội huấn luyện viên Đức Trí hay không? Mình là Cao Bá Hưng, năm nay 18 tuổi. Hiện tại mình đang là học sinh trường trung học phổ thông Mercury. Và ngoài ra công việc của mình là sản xuất âm nhạc, sáng tác ca khúc và hòa âm phối khí. Ca khúc đầu tiên được Hưng sáng tác vào năm 13 tuổi. Hồi đó học trong trường có thích một chị lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà không biết làm thế nào để mà tỏ tình cho nó độc đáo. Thì Hưng thử ngồi piano và cứ thế đã ra đời một ca khúc đầu tiên của Hưng sáng tác. Hồi đó rất là lãng tử thư sinh, một mình bên cây đàn piano vừa đánh vừa hát tặng ca khúc đó và bị từ chối. Sau lần đó Hưng nghĩ mình nên chuyên tâm vào con đường sáng tác nhiều hơn và tiếp tục nó đến bây giờ. Các sáng tác của Hưng chủ yếu xoay quanh chủ đề về tình yêu, bạn bè, thầy cô, mái trường hay thậm chí là thành phố nơi Hưng đang sinh sống. Đa số các sáng tác của Hưng đều bắt nguồn từ việc phổ thơ, từ thơ thành nhạc. Dạ. Con đọc thử bài thơ nào anh em thường hay làm cho anh nghe thử coi. Em có một bài thơ tên là Tương Tư là là ca khúc em sẽ hôm nay mang gửi đến. Khanh ai thương nhớ tình này, thương ai sao vẫn lệ nhòe mi cay. Yêu thương cứ thế đong đầy, nhạt nhòa đêm vắng bồi hồi mê say. Dệt từng nỗi nhớ thành mây, gửi vào tia nắng sợi yêu thương này. Tương tư một tấm thân gầy, cớ sao nàng vẫn bao ngày chưa hay.
Wow, em làm bài thơ này năm bao nhiêu tuổi? Dạ, bài thơ này em làm cách đây 2 năm là khoảng tầm 16 tuổi đúng không? Tương tư là một ca khúc nói về những cảm xúc thầm thương trộm nhớ của một người con trai đối với người con gái. Qua đó Hương muốn mang văn học Việt Nam đến gần hơn với các bạn khán giả trẻ hiện nay, đặc biệt là âm nhạc dân tộc. Đối với Hương, âm nhạc từ lâu đã không còn là niềm đam mê nữa. Nó đã trở thành sứ mệnh và cuộc sống của Hương. Lần này, Hương sẽ cố gắng hết sức. Trăng đêm nay vẫn rơi bên hồ, từng tư nhớ mong em hoài. Cô đơn trong đêm sương rơi lạnh, mang theo bóng đen nơi này. Na 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 na. Ai ai ya ai ai ya. Ngân nga câu ca với phím đàn vang lên tiếng yêu ngập ngừng. Ai đang trên tay đôi khăn hồng, yêu thương xanh đôi mai này. Na 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 na. Ai bên hình nghe tiếng mưa, ai đang trong mong nhớ thương. Ai trên tay nâng phím dây đàn ai ai ai. Tương tư như một giấc mơ, lang thang đi khắp bốn phương. Quên đi bao nhiêu nhớ thương này, dẫu biết nơi đây chỉ là mơ. Từng ngày từng giờ chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương mãi. Từng ngày từng giờ lắng nghe nỗi nhớ đêm dài. Chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương mãi, từng ngày từng giờ lắng nghe nỗi nhớ đêm dài. Chính em người con gái đến từ nơi phương xa, cho anh đây lầm tưởng rằng em là tìm nữ phương nào khiến anh thao thức hàng đêm ngồi đây hát ca, ngồi đây e a phím dây đàn. Cơn yêu thương trong anh ngập tràn, ôm gánh từng từ một mình đêm vắng thêm hoa anh cất bước nhớ nàng. Trăng đêm nay ngắm nhìn em bên cửa, mây trôi gió khẽ ngồi đây bên lửa. Từng từ trong anh từng đêm thao thức tình yêu dành em như ngọn lửa thẹn nỗi cô đơn riêng anh từng ngày. Nhớ em bất kể đêm hay ngày, đừng nghe khúc giao phím nguyệt cầm một mình anh vẫn mãi nơi này. Tài năng. Em giới thiệu về mình đi. Con xin chào bốn vị huấn luyện viên và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại đây ạ. Con tên là Cao Bá Hưng, hiện tại con là nhạc công biểu diễn đàn tỳ bà ạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 18 tuổi ạ. Rất trẻ. Thật ra thì khi mà em giới thiệu là Cao Bá Hưng thì anh có liên tưởng đến một nhân vật kiệt xuất của Việt Nam, đấy chính là cụ Cao Bá Quát. Thì anh không hiểu là dòng họ Cao Bá nhà mình có liên quan gì đến với nhau không em? Dạ, em chính là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát ạ. Wow. Xin lỗi con ạ. Bây giờ như này nhá, đừng ngắt lời tôi vội Phong. Thật ra thì là một cái niềm rất là tự hào. Cái mà gọi là dân gian đương đại chính là cái vừa rồi của em đấy. Chất liệu âm nhạc em khai thác rất là tốt. Vì với 18 tuổi thì phải nói là như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Mà anh cũng là một trong những người gặt cần đầu tiên. Bởi vì anh thật sự là thích cái chất liệu âm nhạc của em.
thích cái cách em thể hiện. Và anh nghĩ rằng âm nhạc dân gian ấy thì đôi khi mình không cần phải áo thay khăn xếp, bởi vì chính trên một cái tiết tấu rất là mạnh như vậy nhưng cái chất dân tộc nó vẫn bộc lộ ra trong em. Và lại thêm một câu rất là cũ từ đầu đến giờ là nếu về với đội của tôi thì chắc chắn cái phần văn chương của em sẽ được đẩy lên đến tận cùng. Cảm ơn em. Em xin cảm ơn ạ. Anh Sơn, anh chắc anh có vấn đề về trí nhớ chứ em là người bấm đầu tiên mà. À thì tôi nói là tôi là một trong những người bấm đầu tiên thì... sao một trong những được, hình như anh là bấm thứ ba đấy. Tôi cũng đồng ý với cả nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tôi cũng đồng ý với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đó là sở dĩ tại sao tôi lại là người bấm sau cùng, vì là tôi muốn nghe toàn bộ cái bài hát của em. Thế nhưng mà quả thực là tôi cũng háo hức quá, tôi muốn biết được là cái người sáng tác bài này và một cái người hát bài này như thế nào. Thế nhưng người bấm sau cùng hay người đầu tiên thì dường như nó cũng không quan trọng lắm, mà cái chính là cái người sẽ hướng em, hướng dẫn em ra sao, giúp đỡ em. Nếu mà không quan trọng thì anh Sơn đâu có nói là một trong những người bấm đầu tiên, đúng không? Người đâu bấm đầu tiên là bấm đầu tiên chứ không phải một trong những. Đúng rồi, bấm đầu tiên là bấm đầu tiên. Bấm đầu tiên nó quan trọng lắm á. Anh à, thực sự đấy. Không, thật rất là quan trọng. Thật ra thì em là một cái của quý của cái chương trình như thế này rồi. Bởi vì cũng rất là hiếm có những cái tiết mục nào mà tất cả bốn chúng tôi đều cảm thấy rất là sung sướng. Và cái điều đặc biệt nữa, tức là em còn rất là trẻ, 18 tuổi và đang đi mày mò, đang đi định hình. Và đây, theo tôi, chính là con đường đi của em. Em cất lên tiếng nói thế hệ của em. Và đặc biệt là dòng họ Cao Bá là cái mà về văn học, về văn chương và phải nói là quái kiệt. Ngày xưa khi mà đọc về gọi là thánh Cao Bá Quát thì đúng là kinh khủng lắm. Nhá, em nhá. Bây giờ thì để nhường lời cho nhạc sĩ Hải Phong. Bữa nay mới biết là người bấm thứ ba là một trong những người bấm đầu tiên. Lạ ghê. Không lẽ như vậy là người thi cuộc thi xong về thứ ba cái một trong những quán quân à? Như vậy thì nó không đúng anh chị ha. Mình cùng phe đi. Dạ em nói trước hay là anh nói trước? Anh có nhiều điều muốn nói lắm, bởi vì là anh lại bất đồng quan điểm với lại hai vị này. Chú thì chú thấy là hợp lý khi chọn cái bộ trang phục này, bởi vì chú thích nhất cái phong thái khi đọc rap và với cái quạt trên tay và diễn cách đó của chú để rất nhiều, bởi vì là chú rất thích cái cách đó, bởi vì nó rất là hợp lý. Và hơn nữa chú rất là ngại khi mà đọc rap là bắt đầu bạn nào cũng như thế này và con đã không làm cái đó, đúng không ạ? Tức là đã tránh được cái động tác này và Hưng đã tặng cho cái động tác rap đó theo một cái cách khác. Điều đó nó thuyết phục chú. Điều thứ hai là tôi đã từng trải nghiệm làm việc với nhóm bốn chị em của Hưng, đã biết các bạn này đều là những người chơi âm nhạc dân gian. Và như vậy thì cái việc đưa âm nhạc dân gian vào đây, điều đó nó không làm với chú ngạc nhiên, nhưng làm chú ngạc nhiên ở cái chỗ là nó rất là tự nhiên với cái tiết tấu trên đó. Và chú muốn hỏi rằng là ai làm cái beat nhạc đó, ban nhạc làm hay là Hưng tự làm cái beat nhạc đó? Dạ thưa chú, ca khúc vừa rồi là bản phối do con thực hiện ạ. Wow. Tức là bạn Hưng làm trên phần mềm luôn. Vâng ạ, con làm trên phần mềm. Logic hay đó? Là phần mềm gì? Dạ Logic ạ. Logic là hợp với anh Đức Trí rồi. Anh Logic là phải về đây rồi. Logic là phải về đây rồi. Cho nên không. Nói thật lòng nha. Hưng sáng tác á, rất là thông minh. Ngũ cung tuyệt vời. Và đây là một người gọi là sư phụ về nhạc dân tộc. Và cái sứ mệnh của Hưng dường như là khá rõ ràng. Không muốn truyền tải cái âm nhạc dân gian, dân tộc của mình, đúng không? Vâng ạ. Nói thật lòng là con không thể rời thầy Đức Trí về với đội này. Chưa chắc nghe, chưa chắc. Chính xác. Chưa chắc đâu. Đấy, ông lại bảo chưa là ông dân gian. Hai người cùng một phe à? Thật ra thì không có ai là phe ở đây đâu, nhưng mà thôi thì với một cái tuổi 18 là con có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật được rồi, đúng không? Thế thì chúng ta cũng không nên là tác động quá đối với một cái tuổi mà đã trưởng thành, và hãy để tiếng nói của người trưởng thành cất lên nhá. Con có thể về đội của chú cũng được, đúng không anh chị? Đúng không anh chị? Ngay sau lưng đúng không? Là ở ngay sau lưng, không có đội đâu xa. Thôi được rồi con ạ, bây giờ như này này, cho con về đội của anh Hải Phong đi. Vì tôi nghĩ là như vậy là rất là tốt cho tất cả chúng ta. Bởi vì là cái hòa khí của huấn luyện viên ấy thì cũng phải làm giảm bớt lại và cho nó có hòa khí một chút, chứ bây giờ cứ căng thẳng quá như này. Tức là anh Trí không nhường rồi đấy. Đúng không anh Trí?
Anh Chí nên thế đấy anh Chí. Anh không nhường đúng không anh Chí? Anh có kịp nói gì đâu. Thôi con quyết định đi. Dạ con xin cảm ơn bốn vị huấn luyện viên đã bấm chọn con ạ. Ngay từ lúc đăng ký chương trình, người mà con nghĩ chắc chắn sẽ về đó là nhạc sĩ Đức Chí ạ. Con xin phép được bắt tay cả bốn vị huấn luyện viên ạ. Ôi con ơi, thôi chúc mừng con, đó cũng là lựa chọn hay đấy. Trẻ quá. Có được chàng trai Cao Bá Hưng đã giúp đội huấn luyện viên Đức Trí trở thành người đầu tiên chạm đích trong vòng ghi âm. Với tài năng triển vọng cùng truyền thống nghệ thuật lâu đời từ gia đình, Cao Bá Hưng đã tô điểm thêm cho album của vị huấn luyện viên Đức Trí thêm một màu sắc riêng biệt và cá tính. Hiện đang lên đến đỉnh điểm. Khi đã có một đội về đích đầu tiên, ba vị huấn luyện viên còn lại chắc chắn đang rất nóng lòng hoàn thành của mình. Bài hát nào sẽ được tôn vinh trên sân khấu bài hát hay nhất? Giang Son, Giang Son. Nữ huấn luyện viên duy nhất của chương trình, nhạc sĩ Giang Son, đang sở hữu những cá tính âm nhạc vô cùng đặc sắc. 7 ca khúc đang có mặt trong album của nữ huấn luyện viên tài năng này đó là khúc Tình Lãng Phí của tác giả Hứa Kim Tuyền, ca khúc Lollipop Girl của tác giả Sĩ Tuệ, ca khúc Tôi Kể của tác giả Hữu Toàn. Chắc chắn này phải về đợi chị rồi. Tôi thích cái ca khúc này với những cái phong cách âm nhạc như này. Tôi cũng rất là mong muốn em về đợi chị. Ca khúc Từ Sự Tuổi 25 của tác giả Trương Thảo Nhi. Thật sự hôm nay tại đây, Tinh Nguyễn Son giật mình trước một cô gái bé nhỏ với cái sự sáng tạo của riêng bạn. Và nếu được thì tôi sẽ mời bạn về đội của tôi. Nhưng mà anh thì rất là tha thiết, cho nên em phải về với đội của anh nha. Và khi tôi đã yêu quý em, chắc chắn là tôi sẽ giúp mình với em. Chị Giang Son sẽ làm cho những tác phẩm của em sẽ nổi tiếng nhiều hơn. Ca khúc Rồi của tác giả Bùi Mỹ Linh, ca khúc Vì Sao Vẫn Thế của tác giả Đinh Đức Thảo, ca khúc Vì Anh Vẫn của tác giả Hoàng Dũng. Em sẽ chọn chị Giang Son ạ. Tôi nghĩ là em sẽ là một cái món quà tuyệt vời nhất nếu em về đội của tôi. Chị Giang Son ạ. Wow! Hôm nay là một ngày may mắn của Giang Son đấy chứ. Anh cùng quý vị vừa biết nào sẽ hoàn thiện tiếp theo, ca khúc nào sẽ được chọn? Hãy cùng nghe chia sẻ của một chàng trai vô cùng chất phác, sự tranh đấu giữa huấn luyện viên Lê Minh Sơn và huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong trên sân khấu bài hát hay nhất luôn tạo ra những tình huống vô cùng thú vị. Và điều gì sẽ xảy ra khi cả hai huấn luyện viên đều đang tìm kiếm bài hát cuối cùng cho album của mình? Phải nói là như thế này là rất là tuyệt vời rồi, mà anh cũng là một trong những người gặt gần đầu tiên. Anh Sơn, anh chắc anh có vấn đề về trí nhớ chứ, em là người bấm đầu tiên mà. À thì tôi nói là tôi là một trong những người bấm đầu tiên thì sao một trong những được? Hình như anh là bấm thứ ba đấy. Bấm đầu tiên quan trọng lắm á. Anh à, thực sự đấy. Không, thật rất rất là quan trọng. Với tôi khẳng định đây là ngôi sao của Sinh Mai Son. Thiếu niên đăng quang đại bất hạnh, con hãy từ từ đó mà học. Con xin về đội của chú Nguyễn Hải Phong à. Huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong luôn có một sức hút đặc biệt đối với các tác giả trẻ. Đây cũng chính là thế mạnh của anh. Hãy cùng điểm lại 7 bài hát hay nhất trong album của vị huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Thế hệ trẻ nó khác rồi, khác chị lắm rồi, nên là về đội em. Anh nghĩ là em thích điều đó đúng không? Phan Mạnh Quỳnh, em còn nhớ ngày nào chúng ta xuất hiện trong những chương trình trước không? Em xin được chọn anh Nguyễn Hải Phong. Chị Son á, phải nhờ anh làm trap với Funky. Đấy, và cũng về đây thôi. Thì về đây luôn từ đầu cho rồi. Không đi đâu được ngoài Nguyễn Hải Phong đâu. Phải về đây. Đây là một trong những bài hát sẽ nằm trong cái album 8 bài mà tôi đang đi tìm.
người đàn ông ôm nhau này. Yeah. One of my favorite Vietnam songs, the writer and singer of that. Thí sinh tiếp theo sẽ chinh phục đường biển là viên nào? Và ai sẽ đưa ra chiến thuật đúng thời điểm để hoàn thành album tâm huyết của mình? Mình tên là Bùi Công Nam và năm nay mình 23 tuổi. Mình đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ khi còn học phổ thông thì mình đã bắt đầu viết những giai điệu đầu tiên. Cho đến khoảng gần 2 năm về đây thì mình mới tập trung viết nhạc nhiều hơn. Đối với mình, chương trình Bài hát hay nhất không phải là một cuộc thi hát mà là nơi để chinh phục khán giả qua những cái cảm xúc chân thực nhất mà bài hát của mình mang tới. Trong cuộc sống sẽ có rất là nhiều hướng đi cho mình lựa chọn. Nhưng mà đến được nơi mang lại hạnh phúc cho bản thân thì hãy đi trên con đường mà con tim của mình đã chọn. Mình đã viết nên ca khúc Nghe này ai ơi. Bài hát là những cái tâm tư nhớ thương của một chàng trai gửi đến người mình yêu, và những lời gửi gắm của chàng trai đến người sẽ chung sống với người mình yêu sau này, rằng hãy quan tâm, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bởi vì chân thành chính là chìa khóa để xây đắp hạnh phúc. Wow, đáng yêu quá. Nhẹ nhàng,
Em biết không, cho anh xin lỗi khi em có lên tiếng hát ấy, thế là anh Phong ấy, bởi vì vừa nãy anh không lấy được thí sinh của anh. Khi em lên hát này là anh ấy giơ nắm đấm rồi anh làm đủ mọi kiểu á, để cuối cùng không ai được phép ấn xuống cả, và một mình anh ấy về cuối anh ấy ấn cho em ấy. Anh Phong thật là nguy hiểm, anh Phong đợi đúng phút chót đưa tới đúng cái này. Anh suy bụng anh ra bụng em đúng không? Em hãy giới thiệu về mình và ca khúc của mình. Lần nữa thì cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Công Nam và năm nay em 23 tuổi. Em đã sáng tác nhiều chưa hay là mới sáng tác đây? Từ khi còn học phổ thông thì em đã bắt đầu viết những giai điệu đầu tiên. Nhưng mà lúc đó thì em chỉ viết theo những cái cảm hứng, cái cảm xúc mình thích gì thì mình viết đó thôi ạ. Nhưng mà khi đến khoảng gần 2 năm gần đây thì em mới tập trung viết và suy nghĩ về giai điệu nhiều hơn và ca từ nhiều hơn ạ. Tức là bây giờ là em suy nghĩ mà không viết cái đó ra nữa hay là sao? Hồi đó thì suy nghĩ gì viết đó, còn bây giờ thì thôi, em nghĩ chứ mà không biết à. Bây giờ em nghĩ nhưng mà em nên có tính toán hơn hồi xưa một chút. Đó là sự tính toán và chúng tôi gọi đó là sự trưởng thành. Tức là có một chút lý trí vào trong đó đúng không? Bạn đem cho tôi một cái ca khúc rất là đẹp về giai điệu. Tôi nghĩ rằng là anh Phong anh nhận ra được cái điểm nào đó của bạn và anh ấy có thể giúp bạn được. Công Nam, em phải nhớ cái cú gạt gần này nhá. Tại vì anh thấy trong cái cách sáng tác của em rất là tiềm năng. Tất nhiên nó còn nhiều cái khuyết điểm khá là lớn đó trong cách em triển khai. Đó là nó thiếu độ tương phản, nó thiếu cao trào. Cái đoạn đầu em dẫn dắt rất là tốt, mọi người sẽ lắng nghe. Nhưng mà lắng nghe rồi em phải cho người ta thêm, cho người ta được ăn ngon hơn. Thì anh sẽ chỉ cho em cách làm sao để cho tác phẩm mình trông nó chuyên nghiệp hơn. Anh tin là em đủ bản lĩnh, đúng không? Về và của tôi cũng muốn góp ý bạn một chút. Nói như nhạc sĩ Đức Chí đó là cưỡng giấu rất là nhiều. Trừ khi mà cái ý đấy, tứ đấy, cái từ đấy nó quá hay, em không muốn bỏ. Thì lúc đấy em phải thay nhạc. Thế nhưng mà những cái từ này có thể dễ dàng thay thế. Thì mình đừng để mà nó bị cưỡng ép một cách quá mức. Tôi cảm thấy là nó mất cả hai cái bài hát đi. Chị nói đúng rồi đấy. Nhưng em sẽ dạy cho bạn ấy. Chắc chắn tin là bạn ấy tin học được như vậy. Bạn này sẽ rất là thông minh. Bạn là một người đàn ông rất là lãng mạn. Cái sự lãng mạn trong bạn rất là nhiều. Bạn đúng là như một cơn gió thoang thoảng. Cô gái nào yêu được bạn thì tôi nghĩ là cũng hạnh phúc lắm. Bởi vì bạn làm cái gì cũng rất là nhẹ nhàng. Bạn hôn chắc là cũng như một ngọn gió thôi nhỉ? Khi mà đến cuối bài rồi á, mà ba người không bấm thì anh nghĩ thật là không công bằng nếu như em bị loại. Thật sự em xứng đáng để vào trong. Anh sẽ trở thành người thầy để hướng dẫn cho em. Chúng ta đã về một nhà rồi. Em cảm ơn người Hải Phòng rất là nhiều ạ. Em có thể chia sẻ một chút ạ. Vào Sài Gòn đi học thì em bắt đầu đi làm thêm. Rất là may mắn khi mà mình kiếm được tiền bằng cái đam mê của mình. Đó là ca hát và đi đánh đàn ở các quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn. Cũng từ đó thì cái đam mê của em nó trở nên nó quá lớn trong con người của em. Thì em đưa ra một quyết định theo đam mê và quyết định dừng học đại học điện tử ở năm thứ 3. Đi theo âm nhạc. Cho nên là em đến với chương trình Simba Song là một quyết tâm rất là lớn. Và em rất là cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã cho em một cơ hội ở phút chót. Và em cố gắng hết sức để làm anh Nguyễn Hải Phong thành công hơn nữa. Đúng rồi. Nói được phải làm được nha. Nhớ làm cho các vị huấn luyện viên này phải hối tiếc khi không bấm em. Chị rất mong chờ cái sự hối tiếc đấy. Ai ơi nghe này, là bài hát cuối cùng được ghi tên vào album của vị huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Các thành viên trong đội Nguyễn Hải Phong đều là những cá tính mạnh và nổi bật như huấn luyện viên của họ. Với cá tính đó, vòng 2 của đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong hứa hẹn sẽ vô cùng đặc sắc. Chỉ còn album của vị huấn luyện viên Lê Minh Sơn thiếu một bài hát và cũng chỉ còn một phần thi cuối cùng. Liệu sự liều lĩnh của vị huấn luyện viên Lê Minh Sơn sẽ nhận được câu trả lời như thế nào? Hãy cùng điểm lại các tài năng và màu sắc âm nhạc riêng đã bị khuất phục trước huấn luyện viên cá tính Lê Minh Sơn. Với em có một khả năng sáng tác rất tốt thì ta chỉ cần ngắn gọn thôi, chỉ một chút thôi và tôi biết em có thể làm được điều. Ca khúc Ông Bà Anh của tác giả Lê Thị Hiếu, ca khúc Người Mù của tác giả Bùi Caron, ca khúc Không Giờ của tác giả Phạm Trần Phương. Thật ra với những người làm nghề như bọn tôi thì chỉ qua vài giây thôi là tôi biết là em sẽ đi được đến đâu.
và cái bài hát của em nó sẽ dẫn người ta đến đâu. Em đừng lo, có Lê Minh Sơn lo cho em rồi. Tôi nghĩ là nếu em về với nhạc sĩ Đức Chí thì bài hát của em còn dài gấp 3 lần như thế này. Nhưng với tôi thì nó sẽ chỉ gần khoảng 3 dòng thôi. Em lựa chọn ca khúc Điều Em Muốn của tác giả Tia Hải Châu, ca khúc Con Thuyền của tác giả Việt Dũng, ca khúc Sa Rang Hê Dô của tác giả Trách Nguyện, ca khúc Chỉ Mong Cơn Mưa Tới của tác giả Hoàng Minh Quý. Mặc dù là tôi vẫn chọn em nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự em cũng phù hợp với cả Lê Minh Sơn. Cảm ơn Giang Son rất nhiều. Cảm ơn anh Đức Chí, cảm ơn Hải Phong. Và thôi chúng ta không tranh luận nữa, và em về với đội của anh. Cảm ơn em. Em chọn anh Lê Minh Sơn. Anh Lê Minh Sơn ạ. Anh Lê Minh Sơn ạ. Chàng trai tiếp theo cũng chính là thí sinh cuối cùng của vòng ghi âm. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Bùi Hoàng Nam Đức Anh. Năm nay mình 26 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ mình đã có một niềm đam mê vô cùng lớn đối với nghệ thuật. Đến năm cấp 3 thì mình đã quyết định rằng mình sẽ theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Khi mà mình quyết định như vậy, trong gia đình mình chỉ có mẹ và các chị là những người ủng hộ mình. Bố của mình thì tuy ông không nói ra nhưng mình biết rằng ông không ủng hộ quyết định này. Tại vì từ trước đến giờ thì trong gia đình mình không có một ai theo nghệ thuật cả. Sau khi mà học năm thứ 3 của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì mình đã quyết định phát hành một album. Tuy nhiên, theo đánh giá của mình đó là một album không thành công. Và khoảng thời gian sau đó là một khoảng thời gian khá là khó khăn đối với mình. Mình đã mất nhiều đêm để suy nghĩ xem mình cần làm gì. Và mình đã nghĩ rằng mình đã đến lúc trưởng thành, đã đến lúc phải suy nghĩ đến trách nhiệm của bản thân đối với gia đình cũng như những người thân của mình. Vậy nên mình đã tạm gác lại niềm đam mê âm nhạc của mình để chuyển hướng sang một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực kinh doanh. Và khi mà công việc ổn định rồi thì mình quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những dòng cảm xúc, những giai điệu của mình. Thông qua ca khúc Thủy Thần thì mình muốn có một vài lời nhắn nhủ với các bạn. Chúng ta hãy yêu và hết mình vì tình yêu. Ngày hôm nay mình đến đây cùng với bố của mình. Và đối với mình thì đây là một điều vô cùng đặc biệt. Mình muốn hôm nay sẽ làm thật tốt như một lời khẳng định với bố mình rằng mình có thể làm được. Và hy vọng rằng bố sẽ có thể hiểu và ủng hộ mình trên con đường mình đã chọn.
Đức Anh, Đức Anh, Đức Anh. Cái sự chờ đợi của tôi thật là thú vị. Thật ra tôi còn đúng một sự lựa chọn. Và tôi đợi đến tận cùng. Nếu như tiết mục này mà thật sự là không thỏa mãn đến mức độ mình bung tóc ra, thì chắc là bị ban tổ chức cũng phạt. Bởi vì không đủ thí sinh. Anh cảm ơn em, sự chờ đợi của anh suốt từ sáng giờ. Em viết về Sơn Tinh Thủy Tinh. Và em viết về Sơn Tinh Thủy Tinh thì anh là Sơn Tinh rồi đấy, em về đội em là đúng rồi. Anh mời em về. Bạn giới thiệu một chút đi trước khi chúng tôi nói vài lời. Em xin chào tất cả 4 vị giám khảo cùng tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Em tên là Bùi Hoàng Nam Đức Anh. Năm nay em 26 tuổi. Tôi thú thật là tôi đã đủ sức cho cái album 8 bài hát của mình rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải bấm, bởi vì bạn hoàn toàn xứng đáng. Cái cách bạn viết bài về phần ý tưởng thì nó rất là hay. Tôi thích những cái bài mà nó tôn vinh cái giá trị văn hóa của đất nước chúng ta như vậy. Và cái hay nữa là cứ mỗi đoạn bạn lại khác, mỗi đoạn bạn lại khác. Và tôi không có bị chán. Tôi bấm bạn ngay ở đoạn thứ hai. Tiết mục của bạn rất hay, bài hát rất hay. Cảm ơn anh ạ. Thật ra thì em làm cho anh phấn khích. Mà trước cái đẹp và trước những cái giọng hát hay thì anh đều rất là phấn khích thôi. Cái vấn đề em đặt ra rất là thú vị. Đây là một cái bài nhạc rock mà đầu tiên có một cái tư tưởng mà anh thấy xứng đáng để cho anh chờ đợi cũng như mọi người phải cảm thấy là òa vỡ. Theo em, tất nhiên là mình nếu mình phân tích vào góc độ gọi là sâu sắc về cái câu chuyện là mình hát như thế nào hoặc như nào thì nó còn là nhiều chuyện lắm. Chính vì thế thì mình về đội thì mình sẽ làm việc sau. Tôi cũng giống như anh Hải Phong là tôi cũng hết suất. Nhưng bởi vì thật sự bạn là một nhân tố mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đang tìm kiếm. Hoàn toàn bạn là một gương mặt mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể sẽ là một cái gì đó rất là đặc biệt trong cái chương trình này. Và tôi chúc mừng về điều đó. Em muốn nghe câu chuyện của bạn về bài hát này. Câu chuyện này nó dựa trên một cái sự liên tưởng, câu chuyện của bản thân em. Cách đây khoảng một vài tháng thì em có thích một cô gái. Nhưng mà khá đáng tiếc là cô này đã có bạn trai rồi. Lúc đấy thì trong em nó nhiều những cái cảm xúc nó giằng xé. Và em chợt nhớ đến câu chuyện là Sơn Tinh Thủy Tinh. Và em cảm thấy vô cùng đồng cảm với cái nhân vật Thủy Tinh này. Và đó là cái lý do mà cái ca khúc này ra đời. Đúng, chính vì anh cũng nhận ra em là Thủy Tinh. Đâm ra anh chính là Sơn Tinh đây. Nhá, cảm ơn em. Đối thủ này nặng ký anh đấy hả? Tôi cũng thú thật là tôi cũng đã hết suất. Nhưng mà tại sao tôi vẫn ấn gạt cần? Tôi cảm thấy bạn là một cái nhân tố mà rất là phù hợp với chương trình Sing My Song này. Và quả thực bạn là một cái kết rất là tuyệt vời cho cái đêm hôm nay, cho tất cả mọi người. Tôi nhất định phải gạt cần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả 4 vị giám khảo. Và đặc biệt là anh Lê Minh Sơn. Thực sự để em đứng ở phía đằng trong kia tiết mục cuối cùng nên cảm thấy rất là hồi hộp. Và khi lên đây thì có thể do hồi hộp nên là đôi khi có lúc không được tiết chế về mặt cảm xúc. Nhưng mà anh Lê Minh Sơn vẫn quyết định chọn em và em vô cùng cảm ơn anh Sơn. Anh phải cảm ơn em bởi vì cái sự chờ đợi anh cũng vẫn đang hưng phấn em ạ. Anh mắc bệnh hưng phấn, anh nói nhiều lắm. Thật sự là cái sự chờ đợi của anh suốt từ sáng đấy. Anh hôm nay sổ đỏ. Cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Xúc động quá. Những cái xúc động là lại nói nhiều. Và cũng thay mặt chương trình Sing My Song, cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Và thật sự là cảm ơn khán giả và cảm ơn các thí sinh, những người mà làm nên một cái thành công rất là lớn cho một cái chương trình như này. Và đặc biệt là rất là xúc động trước khán giả, bởi suốt cuồng nhiệt suốt, ai cũng vỗ tay một lần nữa. Cảm ơn các quý vị khán giả rất nhiều. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, một đen một trắng. Em là Thủy Tinh, anh chính là Sơn Tinh. Như vậy là với cảm xúc thủy thần, chiến binh cuối cùng của đội huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã lộ diện. Đây cũng chính là ca khúc khiến cho ba vị huấn luyện viên còn lại dù đã đủ thí sinh nhưng vẫn phải gạt cần để thể hiện sự phấn khích của mình. Thủy thần của Sơn, đúng là Sơn Tinh. Anh Sơn rất là tinh nên là Sơn Tinh. Cảm ơn nhà siêu hay ra, cảm ơn các anh ban nhạc. Lại một đêm nữa chúng ta MC luôn cùng nổ. Cảm ơn huấn luyện viên, tôi tên là Sơn, ngồi cạnh Son hôm nay tôi đỏ quá. Cảm ơn anh Chí. Lê Minh Sơn ngồi cạnh Son nên rất đỏ. Anh Sơn tin. Như vậy là 8 cái tên trong 4 album của mỗi đội đã lộ diện. Ngay lúc này, tổng đài bình chọn chiếc vé may mắn dành cho top 32 thí sinh đã được mở. Thông qua fanpage chính thức của chương trình, hai gương mặt dừng chân tại vòng sáng tết và tranh đấu có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ chính thức góp mặt tại đêm live show chung kết cùng với 8 tác giả từ 4 đội
để cùng nhau tìm ra ngôi vị quán quân mùa đầu tiên chương trình Sing My Song bài hát hay nhất. Vòng ghi âm khép lại cũng là lúc thử thách mới bắt đầu. Trại sáng tác và vòng tranh đấu. Đội đầu tiên đón nhận thử thách là đội huấn luyện viên Đức Trí, cùng với khách mời cố vấn nhạc sĩ Quốc Bảo. Mỗi người sẽ phải hoàn thành tác phẩm thứ hai của mình trong vòng 24 giờ với đề tài do chính huấn luyện viên đưa ra. Cuối cùng thì cái vòng thi mà Nhiễm mong đợi nhất trong cuộc thi bài hát hay nhất chính thức bắt đầu. Đầu tiên là mình phải sáng tác mà chưa có biết rõ chủ đề, mình chưa biết đối thủ mình là ai, và đặc biệt là chỉ có 24 tiếng thôi. Đây là một cái vòng thi mang tính chất áp lực rất là cao, trong vòng 24 tiếng mình phải làm tất cả mọi việc. Và nó khác với rất nhiều cuộc chơi trước đây, bản thân tôi dành cho nó một cái từ gọi là khắc nghiệt. 8 tác giả sẽ được chia thành 4 cặp đối đầu. Đó là một cuộc đối đầu, cho nên sẽ có những cái điều nghiệt ngã nó sẽ vẫn phải xảy ra. Thấy tình hình có vẻ rất là căng thẳng. Riêng MTV thấy là mình phải bị dè chừng. Lộc cũng có thâm niên đi hát, nhưng nghĩ đó cũng là một cái đối thủ nặng ký. Nếu mà Đào Bá Lộc và Trương Kiều Diễm so sánh trên thị trường thì dĩ nhiên Đào Bá Lộc phải có nhiều hit hơn chứ. Nhưng mà không sao, bởi vì bản thân Diễm là một người thích sự mạo hiểm. Để đấu với nhau thì Phước cảm thấy hài lòng và tự tin. Mọi hoạt động của các thí sinh trong vòng 24 giờ sẽ được ghi hình. Tại đây, họ sáng tác và đối mặt với tất cả những cảm xúc chưa bao giờ được trải qua. Chỉ có 5 tác giả vượt trội hơn sẽ bước tiếp. Trong đó, huấn luyện viên sẽ chọn ra 4 tác giả. Một tác giả sẽ được cứu bởi cố vấn của chương trình. Có thêm một nhân vật nữa để bổ sung vào 4 tác phẩm kia. Tôi quyết định cứu một thí sinh, đó là... Kết thúc trại sáng tác, 5 tác giả sẽ hoàn chỉnh tác phẩm của mình và trình diễn tác phẩm đó trên sân khấu trước 4 huấn luyện viên và hội đồng chuyên môn. 2 bài hát xuất sắc nhất của mỗi đội sẽ tiến vào đêm chung kết. Ai sẽ vươn lên, ai sẽ phải dừng chân, hồi hộp và căng thẳng đến những phút cuối cùng. Và bây giờ sẽ là số điểm của hội đồng chuyên môn. 10, 11. Thưa quý vị, và như vậy là 31 điểm, xin chúc mừng. Đón xem tập 1 của vòng tranh đấu được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016 trên kênh VTV3. Cảm ơn thương hiệu Oppo đã đồng hành cùng chương trình bài hát hay nhất Sing My Song 2016.